Em có hút lá không em? Dạ có. Có không? Chỉ không có nhậu thôi. Mụn này hơi cứng, em chịu khó chút nha. Dạ. Cái sẹo của em nó hơi đau. Để chị đợi cho khác. Cái mụn thịt này khó lấy không chị? Mụn này nó ẩn sâu dưới da. Nó ẩn. Mà chị nghĩ chắc nó cũng lâu với da em rồi đúng không? Em lâu rồi, rồi mới lấy thôi. Rồi mới đi. Bởi nó nằm sâu với da nè. Khó xíu nha. Dạ. Khó xíu, nằm yên đừng nhúm ít. Thôi hết chân thôi, về nó sưng. Xéo đây. Thả lỏng, đừng có nhăn trán nè.
Xong cái chán còn mấy phục nữa thôi. Chắc là như vậy.